Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Yến Tân An ạ. Các bạn ơi, hôm nay Yến sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách đưa cái video ngắn short lên cái trang chủ kênh YouTube như thế nào. Thì đây, ở trên màn hình các bạn đang theo dõi là cái trang chủ kênh của Yến đúng không? Thứ nhất, khi các bạn vào kênh thì các bạn sẽ thấy đầu tiên là cái video Yến đã cài đặt sẵn ở đây rồi. Đó. Ở đây, tiếp theo xuống phía dưới các bạn kéo nó lên, các bạn sẽ thấy đó là cái chỗ video ngắn. Ở đây là cái kệ video ngắn short, là những cái video dưới 60 giây. Đó, thì sẽ được cập nhật ở đây. Tiếp theo nữa xuống phía dưới thì là Yến cài đặt những cái video tải lên. Hoặc là tiếp theo là những cái danh sách phát. Đó, Yến cài đặt những sẵn như thế này. Thì có nhiều bạn có hỏi Yến cái cách làm như thế nào. Yến sẽ ví dụ cho các bạn thêm một cái ví dụ nữa. Yến sẽ vào cái kênh của bạn Đài Loan Vlog này. Đó, Yến mở cái kênh của bạn Đài Loan Vlog này. Đó, khi vào trang chủ kênh của bạn Đài Loan Vlog ở đây đúng không? Đó, các bạn sẽ thấy thứ nhất là cái video bạn ấy mặc định sẵn ở trên kênh này. Tiếp theo xuống là video ngắn. Video ngắn thì ở đây rất là nhiều. Bạn đã làm nhiều video ngắn nên là các bạn có thể là mình sẽ kéo sang để mình xem video ngắn. Đó, rất là nhiều video ngắn, các bạn có thể là kéo sang để xem. Của Yến thì Yến mới làm có ít thôi. Đó, tiếp theo là dưới, phía dưới là video tải lên. Đó, rồi bây giờ Yến quay lại cái kênh của Yến cho các bạn xem. Rồi ở đây cái video ngắn như thế này, nó có cái tác dụng gì? Vì sao các bạn nên đặt cái video ngắn, cái kể video ngắn short này lên cái trang chủ kênh YouTube của mình? Đó, cái tác dụng của nó là khi cái người xem bước vào kênh của các bạn, người ta thứ nhất là người ta sẽ thấy đầu tiên là cái video cài đặt sẵn ở đây đúng không? Tiếp theo người ta kéo lên, người ta sẽ thấy cái chỗ video ngắn. Và thường người ta sẽ ấn tượng bởi cái chữ là video ngắn, có nghĩa là nó rất là ngắn. Và cái suy nghĩ của mọi người thường là người ta sẽ lười xem những cái video dài, người ta sẽ thích xem những cái video ngắn và sẽ tò mò xem là vì sao nó lại ngắn và nó ngắn thì nó chứa những cái gì. Đó, tại vì cái tính tò mò đó nên người ta sẽ thường bấm vào để xem. Đó, và khi người ta bấm vào cái video ngắn để xem thì cái video này dưới 60 giây nên là cái thời gian xem của người ta sẽ có khả năng là sẽ hết 60 giây. Đó, nó rất là nhanh nên sẽ tăng được cái lượt view cho cái video short của mình. Và khi đã tăng được cái lượt view này thì video short của mình nó sẽ dễ lên kệ của YouTube hơn. Rồi thì cái cách đưa kệ video ngắn short này lên cái trang chủ kênh YouTube này đó như thế nào? Bây giờ Yến sẽ hướng dẫn cho các bạn. Các bạn sẽ thoát nó ra này. Các bạn sẽ vào cái ứng dụng Google Chrome. Ở đây, đây là cái ứng dụng Google Chrome này. Các bạn mở ứng dụng này ra. Nó sẽ có cái giao diện như thế này. Các bạn sẽ bấm vào dấu 3 chấm bên góc bên phải màn hình. Chúng ta sẽ chuyển điện thoại của mình về dạng máy tính để bàn. Các bạn bấm vào trang web cho máy tính, tích V vào đây. Tiếp theo các bạn sẽ bấm vào cái mũi tên bên tay trái trên góc. Các bạn vào cái ứng dụng YouTube. Ở đây các bạn mở cái ứng dụng YouTube ra. Tiếp theo các bạn sẽ bấm vào cái ảnh đại diện kênh ở trên góc bên phải màn hình ở đây. Rồi tiếp theo ở đây các bạn sẽ bấm vào chữ YouTube Studio. Ở đây có cái bự hình, cái viên phấn và ba cái sao này. Đây là cái nút tùy chỉnh. Các bạn bấm vào cái nút này. Rồi tiếp theo. Ở đây là cái phần bố cục kênh. Bố cục kênh nó sẽ có cái giao diện như thế này. Các bạn có thể sắp xếp những cái video cho người dành cho những người chưa đăng ký. Video dành cho những người đã đăng ký rồi. Các bạn sắp xếp cái video ở trên này. Tiếp theo ở phía dưới này các bạn sẽ thấy ở đây. Phía dưới này các bạn sẽ thấy là có cái chữ thêm phần kênh. Các phần thêm vào người ta có tùy chỉnh bố cục trang chủ kênh YouTube. Đó, bằng tối đa 10 phần kênh. Đó, có nghĩa là các bạn sẽ thêm 10 cái phần kênh ở phía dưới này.
Đó, 10 phần kênh ở phía dưới này. Có nghĩa là các bạn có thể là thêm 10 cái danh sách phát hoặc là cái video ngắn hoặc là kênh nổi bật ở đây. Đó, thì ở đây là Yến có video ngắn ở đây đúng không? Video ngắn này là cái kể video ngắn short mà chúng ta đưa lên cái trang chủ đấy. Bây giờ Yến sẽ xóa nó và làm lại từ đầu cho các bạn cùng xem nhé. Yến sẽ xóa cái này đi. Rồi Yến sẽ bấm vào đây để xóa. Yến sẽ bấm vào cái chỗ này. Có cái dấu ba chấm này, Yến sẽ xóa nó đi và Yến sẽ làm lại cho các bạn xem. Xóa phần kênh, Yến sẽ xóa nó đi. Đó. Khi Yến đã xóa cái video ngắn short đó rồi thì bây giờ Yến sẽ bấm vào chữ xuất bản. Đó thì nó sẽ lưu cái thao tác mình vừa thực hiện, nên là cái video ngắn nó sẽ không còn tồn tại trên kênh nữa. Và bây giờ Yến sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách làm. Yến sẽ bấm xuất bản và Yến sẽ mở cái kênh của Yến ra cho các bạn cùng xem. Là nó sẽ không còn ở trên kênh nữa nhé. Và Yến sẽ hướng dẫn các bạn làm từ đầu. Bấm chữ xuất bản này. Tiếp theo bây giờ Yến sẽ thoát nó ra. Chúng ta sẽ vào cái ứng dụng YouTube, mở cái ứng dụng YouTube ra. Rồi đây là cái kênh của Yến, cái trang chủ, Yến sẽ kéo nó lên. Đó thì Yến đã xóa cái kể video ngắn short của mình rồi. Đó, nó không còn nữa đúng không? Rồi bây giờ Yến sẽ thoát nó ra và sẽ vào lại để cài đặt lại cái kể video ngắn short lên ở phía trên này. Đó, bây giờ Yến sẽ thoát nó ra. Các bạn chuyển điện thoại của mình về dạng máy tính để bàn và thao tác vào lại kênh giống như cái bước đầu Yến mới vào kênh đó. Ở phía dưới này, các phần bố cục trang chủ kênh. Trước đây thì các bạn có thêm những cái video đã tải lên này, những cái danh sách phát ở đây rồi. Thì bây giờ làm thế nào để mình đưa được cái video ngắn short lên cái kể trang chủ kênh của mình? Các bạn phải xóa những cái danh sách phát và cái video tải lên này hết đi. Mình sẽ đưa cái video ngắn short lên đầu, sau đó là sắp xếp những cái danh sách phát này phía sau. Thì video ngắn short nó sẽ ở phía trên. Còn nếu bây giờ các bạn đưa cái video short vào tiếp theo ở phía dưới này thì nó sẽ nằm phía dưới. Đó, nó sẽ không nổi bật. Yến ví dụ như thế này, Yến sẽ thêm phần kênh ở đây. Bấm vào chỗ thêm phần kênh này. Bấm vào cái chỗ thêm phần kênh, nó sẽ hiển thị lên cho các bạn cái bảng này. Đó, các bạn sẽ thấy ở đây là có rất là nhiều cái thông tin. Các bạn sẽ thấy cái hàng thứ ba này có cái chữ video ngắn. Các bạn bấm vào cái chỗ video ngắn ở đây. Đó. Khi các bạn bấm vào cái chỗ video ngắn rồi, các bạn sẽ để ý ở đây này. Đó, các bạn sẽ để ý phía dưới. Các bạn sẽ thấy là cái video ngắn của mình nó sẽ nằm dưới. Đó, nó sẽ nằm sau những cái video danh sách tại video tải lên này, danh sách kiếm tiền. Những cái danh sách phát nó nằm trên và video ngắn nằm dưới thì nó sẽ không ấn tượng. Và người xem người ta phải lướt những cái trên này rồi mới tới cái video ngắn đó. Vì thế muốn cho cái video ngắn short này lên nằm phía trên thì các bạn sẽ xóa hết cái này đi. Thì xóa như thế này, xóa sau đó mình sẽ đưa vào sau thì nó sẽ nằm phía sau. Đó, còn video short mình đưa lên trước thì nó sẽ nằm ở trước. Rồi bây giờ Yến sẽ xóa cái này đi. Bấm vào cái ô này. Đó, nó sẽ hiện lên ba cái dấu chấm này. Yến sẽ bấm vào ba cái dấu chấm này. Đó, xóa phần kênh, bấm vào chữ xóa phần kênh này. Rồi tiếp theo cái danh sách phát tiếp theo, bấm vào cái danh sách phát này hiện lên ba cái dấu chấm này. Các bạn bấm vào ba dấu chấm. Đó, các bạn bấm vào chỗ xóa phần kênh này đi. Đó, rồi tiếp theo ở phía dưới cũng thế, chúng ta sẽ xóa cái phần kênh này đi. Rồi tiếp theo nữa. Rồi, có nghĩa là mình đã xóa hết những cái cài đặt trước đây của mình, những cái danh sách phát và video tải lên trước đây của mình. Và bây giờ mình sẽ thêm vào thì nó sẽ nằm phía sau, nó sẽ ở phía dưới này. Đó. Còn video ngắn nó sẽ nằm trên, nó sẽ ở phía đầu tiên. Đó. Bây giờ Yến sẽ thêm vào này. Video ngắn ở phía trên rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào cái chỗ thêm phần kênh này. Các bạn bấm vào chỗ thêm phần kênh. Rồi bắt đầu các bạn lại bấm vào chỗ video tải lên. Các bạn bấm vào chỗ video tải lên thì những cái video tải lên của mình nó sẽ nằm phía dưới. Đó, video tải lên rồi, các bạn thấy không? Đó, có nghĩa là video ngắn nó nằm trên cùng đầu tiên của trang này. Tiếp theo là video tải lên.
Tiếp theo nữa, các bạn lại bấm vào chỗ thêm phần kênh. Các bạn thêm những cái danh sách phát vào đây. Đó, ở đây nó có những cái video phát trực tiếp này, những cái video tải lên phổ biến. Các bạn bấm cái nào cũng được, đưa cái nào, sắp xếp cái nào lên cũng được. Yến thì Yến sẽ sắp xếp cái danh sách phát đơn này. Yến sẽ bấm vào chỗ danh sách phát đơn. Đó, thì ở đây nó sẽ xuất hiện cho mình rất là nhiều danh sách phát, bởi vì Yến đã sắp xếp cái danh sách phát của mình rồi. Thì bây giờ Yến sẽ chọn cái ví dụ kiếm tiền YouTube. Yến sẽ cho cái danh sách phát này vào đó, ở đây. Tiếp theo, những cái thêm phần kênh này nữa, các bạn lại bấm vào đây. Các bạn muốn cho cái danh sách phát nào lên ở trên cái trang chủ kênh thì các bạn cứ bấm vào đó. Tiếp theo, các bạn bấm vào danh sách phát đơn. Yến hay cho danh sách phát vào, bởi vì Yến tổng hợp rất là đầy đủ cái video cần thiết trong danh sách phát của mình rồi. Yến sẽ thêm cái chỗ chỉnh sửa video, có 11 video này, Yến bấm vào đây. Đó. Rồi ở đây nó sẽ lên những cái phần kênh, những cái danh sách phát của mình. Còn cái video ngắn nó nằm ở phía trên. Rồi còn phía dưới là những cái danh sách phát của mình. Rồi bây giờ các bạn bấm xuất bản để nó lưu cái thông tin của chúng ta vừa thao tác. Rồi khi các bạn đã bấm vào xuất bản, nó đã lưu vào kênh của mình rồi. Bây giờ xong, các bạn sẽ thoát nó ra. Rồi các bạn sẽ vào kênh kiểm tra. Ở đây, đó, Yến kéo lên, đó. Thì ở đây video ngắn nó đã được lưu lại đây rồi. Đó, mình đã có cái kệ video ngắn sốt lên cái trang chủ kênh YouTube của mình rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay của Yến. Nếu các bạn thấy cái video này hay, hữu ích thì hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ Yến ra nhiều video tiếp theo nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau ạ.